giới thiệu các bạn đây là cái máy sấy chén bát ly tách để mà âm trong trong các hệ bếp hiện đại, thì bảo bằng kính cường lực phía trước màu đen này 3 ngăn, dung tích là 100 lít. Thì các bạn bật lên nhé, thì máy sẽ có rất nhiều tính năng, ví dụ như sấy bình sữa, rồi ozone, rồi nhiệt độ nóng, nhiệt độ nguội. Thì thông thường thì chúng ta là bấm nút này xong bấm nút chữ A là nó sẽ tự động nó làm việc. Thì phía dưới đều nóng này, nó sấy nóng, hơi nóng, rất nóng, để mà tiệt trùng chén bát ly tách ở dưới này. Ngăn giữa này chúng ta cũng để là ly tách chén bát hoặc là những cái chén nhỏ trên này đó. Ngăn phía trên nhá là nó tiệt trùng bằng ozone, ô đồ ozone, nó tiếng ozone nó kêu đó, tạo ozone để mà mình tiệt trùng mà ly muỗng đũa ly nhựa đồ, những cái đồ như nhựa tre cũ là nó làm bằng cái cửa tự hít đẹp, kính cường lực dung tích là 100 lít phù hợp cho gia đình. Đây, tính năng máy nó có nhiều tính năng thì chúng ta cũng không tiện nói ra cho lắm. Đây, cái bình sữa này, nếu bấm chế độ sữa không thì nó sẽ tăng cái kênh hoạt động không. Ozone là nó sẽ tạo ozone không thôi, nó không có tạo nhiệt để không có bị nóng đồ. Còn các bạn muốn nóng thì bấm nút này là nó sẽ tạo nhiệt. Cái đèn này đỏ lên là nó sẽ báo hiệu là đỏ nhiệt. Đây. Chung là về thì trong máy sẽ có thêm tài liệu hướng dẫn nữa, các bạn tìm hiểu thêm. Nhưng mà nếu các bạn không biết đó, thì các bạn bấm nút chữ A này thôi là nó sẽ tự động hoạt động, mặc định nó hoạt động. Thì các bạn kéo tủ ra là nó sẽ tự động tắt, đẩy tủ vô là máy sẽ động hoạt động lại. Tiêu hao điện năng rất ít vì công suất chỉ có vài trăm watt thôi, và sau nó chỉ sấy trong vòng 1 tiếng là 2 tiếng, 1 tiếng hoặc 2 tiếng là xong, nó không có sấy liên tục. Rồi, cơ bản như vậy.